sao đêm mà không qua là làm đông sáng mọi người về hết chưa? Alo, đang bận nhất thôi nhưng mà xin anh phụ trách âm thanh cho em nhỏ. Đang bận nhạc bận nhất thôi nhá. Anh ơi cho em xin nhạc nhỏ một chút anh ơi. Xin một tràng vào tay cho chị em thật là tự tin ạ. Chúng ta có 25 bông hoa đẹp nhưng mà chỉ có 15 người được vào top 15 và sau đó sẽ có 5 người được vào top phần thi ứng xử. Nếu mà hôm nay mà ai mà không vào top 5, top 15 thì các chị đừng buồn vì các chị đã rất đẹp rồi ạ. Chúng ta cười tươi rạng rỡ lên. Em để không mất thời gian nữa, mỗi lần em công bố người vào top 15 thì em mời các chị đứng lên trên ạ. Và mọi người ở dưới trong một tràng pháo tay thật là giòn giã đúng không ạ? Thí sinh đầu tiên vào top 15 là thí sinh Đào Lệ Thu đến từ thành phố Bắc Giang, số bàn tay 16. Tiếp theo là thí sinh Trần Kim Dung, số bàn tay 35 đến từ thành phố Thái Bình. Số bàn danh 18 Vũ Hải Ngọt đến từ thành phố Hải Phòng. Em xin lỗi các chị đứng nha, một thẳng một hàng cho em. Đấy, đứng thẳng lên, chị ơi đứng thẳng lên một hàng. Tiếp theo là thí sinh Trần Lệ Thúy đến từ thành phố Nghệ An. Mang số bàn danh 20 Bùi Thị Sáu đến từ thành phố Hải Phòng. Số báo danh 20 Nguyễn Thu Vân đến từ thủ đô Hà Nội. Số nào tiếp theo đẹp bao nhiêu giờ? 2, 4, 6, 7. Mới có mất nửa thôi ạ, vẫn còn nhiều. Số báo danh 30 Nguyễn Như Thinh đến từ thành phố Hải Dương. Cũng hồi hộp đúng không ạ? Ai đến từ thành phố Trà Vinh ạ? Có mấy người đến từ thành phố Trà Vinh ạ? Số báo danh mà hai số giống nhau, Ngô Hồng Nhi đến từ thành phố Trà Vinh. Mọi người vỗ tay hỉ thế à? Không phải thí sinh mình yêu thích à? Tiếp theo, người lọt vào top 15, số báo danh 08 Nguyễn Thu Nhật đến từ thành phố Nam Định. Đứng lùi lên thành một thẳng hàng. 10 người nữa thôi, chỉ còn có 5 người nữa thôi ạ. Em tiến đến các thí sinh trên này cho các chị đỡ hồi hộp. Tiếp theo, thí sinh Hoàng Trà My. Số báo danh 14 Phùng Hoài Thu đến từ thành phố Thanh Hóa. Sao rồi mọi người vỗ tay hỉu thế ạ? Còn 3 thí sinh nữa. Ai ạ? Ai sẽ tiếp lọt vào top 15 ạ? Hồi hộp đúng không ạ?
số báo danh 03 Vũ Hương Tâm đến từ thành phố Hải Phòng. Còn lại mấy người ạ? Cho em hỏi còn lại mấy người ạ? Các chị nắm tay nhau cho đỡ hồi hộp được không ạ? Quý vị đoán thí sinh tiếp theo là thí sinh nào được vào top 15 ạ? Thí sinh số báo danh 05 Phạm Thanh Xuân đến từ thành phố Thanh Hóa. Tiếp theo chỉ còn một người may mắn cuối cùng, nhưng mà cũng không phải là hết cơ hội, vì vẫn còn có người để giành được giải phụ đúng không ạ? Thí sinh cuối cùng. Thí sinh mang số báo danh 27 Trần Thị Thụ đến từ thành phố Nam Định. Mọi người hãy cổ vũ một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cho tất cả các thí sinh trình diễn một lần nữa, và những thí sinh top 10 của chúng ta sẽ chắc chắn có cơ hội giành được rất nhiều giải phụ. Em xin mời các chị top 15 chúng ta đi sang tay phải, và chúng ta top 15 chúng ta đi sang phía bên tay trái ạ, để lát nữa chúng ta còn trao giải ạ.